Zumatzin, chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học cấp 3 này. Trong chuyên mục hỏi đáp nhanh tuần này, chúng ta lại tiếp tục đến với câu số 42 trong đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục Đào tạo năm 2023 môn Toán. Câu 42 là câu liên quan tới phần số phức. Mặc dù trong chương trình hiện tại của lớp 12 các bạn vẫn chưa bước qua chương trình số phức, nhưng do có một số bạn học trước chương trình và yêu cầu khá nhiều, vì vậy mà mình cũng sẽ cố gắng giải bài này. Còn những bạn nào chưa học đến thì cũng có thể là xem qua để biết thêm trong chương trình tới mình sẽ học cái gì nhé. Là trước khi đi vào nội dung chính của bài toán ngày hôm nay, thì nếu bạn vẫn còn đang theo dõi video này, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời nếu là đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Câu số 42 có nội dung như sau. Xét các số phức Z thỏa mãn, mô đun của Z bình phương trừ 3 trừ 4y bằng 2 lần nhân mô đun của Z. Mình đánh dấu đẳng thức này đẳng thức 1. Gọi m lớn m nhỏ là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của mô đun Z. Giá trị của m lớn bình cộng m nhỏ bình bằng đáp án A là 28, đáp án B là 18 cộng 4 căn 6, đáp án C là 14 và đáp án D là 11 cộng 4 căn 6. Để làm bài toán này, các bạn đầu tiên sẽ gọi số phức Z là có dạng x cộng y, trong đó xy là thuộc R. Và mình đặt cái biểu thức cần tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất là P, tức có nghĩa là P sẽ bằng mô đun của Z. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có là P bình phương thì bằng là mô đun của Z bình phương và bằng là X bình phương cộng Y bình phương. Các bạn lưu ý cho mình cái điều này để lát nữa từ cái đẳng thức 1 mình sẽ biến đổi về cái biểu thức P. Rồi như vậy thì sau khi mà chúng ta gọi Z bằng X cộng Y thì các bạn hãy thay vào cái đẳng thức 1 cho mình. Lúc này chúng ta sẽ có đẳng thức 1 tương đương mô đun của x cộng y tất cả bình phương trừ cho 3 trừ cho 4y bằng 2 lần mô đun của x cộng y. Ở trong cái mô đun vế bên phải, mình sẽ phá bình phương ra, đồng thời nhóm phần thực và phần hảo lại với nhau. Như vậy lúc này đẳng thức lại tiếp tục tương đương. Ở vế bên trái đó chính là mô đun của phần thực chính là x bình trừ y bình trừ 3 cộng cho 2xy trừ 4 tất cả nhân y, đây là phần hảo. Bằng là 2 lần mô đun của x cộng y. Và các bạn biết là công thức tính mô đun thì chính là căn của phần thực bình cộng phần hảo bình. Như vậy thì hai bên đều có căn, do đó mà mình bình phương hai vế lên luôn nhé. Lúc này đẳng thức của mình lại tiếp tục tương đương. X bình trừ y bình trừ cho 3 tất cả bình phương cộng cho 4 nhân cho x y trừ 2 tất cả bình phương bằng là 4 nhân cho x bình cộng cho y bình. Lúc này ở vế bên trái thì mình sẽ phá cái bình phương hết ra nhé. Còn 4x bình cộng y bình ở vế bên phải thì mình cũng sẽ vứt qua vế bên trái luôn. Lúc này đẳng thức sẽ tương đương. Ở cái cụm x bình phương trừ y bình phương trừ 3 tất cả bình phương thì nó chính là bằng x mũ 4 cộng y mũ 4 cộng cho 9 trừ 2x bình phương y bình phương cộng cho 6y bình trừ cho 6x bình. Tiếp đến là cái cụm 4 nhân xy trừ 2 tất cả bình phương mình cũng phá ra. Như vậy ta tiếp tục cộng là 4x bình y bình trừ cho 16xy cộng cho 16 và trừ cho 4 nhân cho x bình cộng y bình. Là cái cụm mà vế bên phải mà mình ném vào vế bên trái đấy. Và bằng 0. Đến đây thì các bạn để ý cho mình. Cái cụm đó là x mũ 4 cộng y mũ 4 trừ cho 2x bình y bình cộng cho 4x bình y bình. Thì cái cụm này nó rút gọn lại. Nó chính là hằng đẳng thức x bình cộng y bình tất cả bình phương. Tiếp đến là cái cụm trừ 4 nhân cho x bình cộng y bình mình cũng đưa lên đằng đầu luôn. Và cái cụm còn lại thì mình sẽ đẩy ra hết đằng sau. Như vậy lúc này đẳng thức sẽ tương đương. Đó là x bình cộng y bình tất cả bình phương trừ cho 4 nhân cho x bình cộng y bình cộng cho 25 cộng cho 6y bình trừ 6x bình trừ cho 16xy bằng 0. Cho x bình cộng y bình thì chính là bằng p bình. Như vậy lúc này đẳng thức của mình sẽ tương đương p mũ 4 trừ cho 4p bình cộng cho 25 cộng cho 6y bình trừ cho 6x bình trừ cho 16xy bằng 0. Và đến đây thì các bạn lưu ý cho mình cái biểu thức đó là 6y bình trừ cho 6x bình trừ cho 16xy. Ở đây mình sẽ chỉ cho bạn một cái mẹo cực kỳ hay khi mà các bạn gặp những cái bài toán mà rơi vào cái khúc chỗ này. Đó là các bạn sẽ cố gắng là sử dụng cái bất đẳng thức Cauchy để biến cái 16xy này về cái biểu thức mà chứa x bình và y bình. Từ đó mà chúng ta sẽ rút gọn với cái 6y bình và trừ 6x bình. Và sau khi rút gọn thì chúng ta sẽ có được cái hệ số mà đi kèm với x bình và y bình nó giống nhau là được. Mình sẽ phân tích cái trừ 16xy về thành là trừ 2 nhân cho 2x nhân 4y. Có nghĩa là lúc này biểu thức sẽ bằng là 6y bình trừ 6x bình trừ cho 2 nhân cho 2x nhân cho 4y. Và lúc này cái cụm mà 2 nhân 2x nhân 4y
thì chính là 2AB. Mình sẽ áp dụng cái bất đẳng thức Cauchy ngược là 2AB sẽ luôn luôn nhỏ bằng là A bình cộng B bình. Như vậy chúng ta sẽ có được là 2 nhân cho 2X nhân cho 4Y thì chính là nhỏ hơn hoặc bằng là 2X tất cả bình cộng cho 4Y tất cả bình. Từ đây ta sẽ có được là trừ 2 nhân 2X nhân 4Y chính là lớn bằng là trừ của 2X tất cả bình cộng cho 4Y tất cả bình. Hay nói tóm lại là biểu thức 6Y bình trừ cho 6X bình trừ cho 2 nhân 2X nhân 4Y thì sẽ lớn bằng là 6Y bình trừ cho 6X bình trừ cho 2X tất cả bình phương cộng cho 4Y tất cả bình phương. Và các bạn rút gọn, ta sẽ có được kết quả chính là trừ 10X bình trừ 10Y bình và bằng là trừ 10P bình. Như vậy chúng ta đã có được cái cụm là 6Y bình trừ cho 6X bình trừ cho 16XY thì chính là lớn bằng là trừ 10P bình. Như vậy lúc này chúng ta sẽ quay trở lại về cái đẳng thức mà mình đóng khung ở đây. Mình sẽ viết lại đó là 0 sẽ bằng là P mũ 4 trừ cho 4P bình cộng 25 cộng cho 6Y bình trừ cho 6X bình trừ cho 16XY. Sẽ luôn luôn lớn bằng là cái cụm đầu thì vẫn giữ nguyên thôi là P mũ 4 trừ 4P bình cộng 25 và cái khúc sau đó chính là trừ cho 10P bình. Và rút gọn chúng ta sẽ có được là P mũ 4 trừ cho 14P bình cộng cho 25 bén bằng 0. Các bạn sử dụng Casio mà bấm thôi, coi T như là P bình rồi các bạn sẽ ra được cái kết quả. Đó là P bình phương sẽ luôn luôn lớn bằng là 7 trừ cho 2 căn 6 và sẽ nhỏ bằng là 7 cộng 2 căn 6. Hay tương đương ta sẽ có được là P sẽ nhỏ bằng là căn của 7 cộng 2 căn 6 và lớn bằng là căn của 7 trừ 2 căn 6. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có được cái giá trị lớn nhất của biểu thức P, tức là N lớn chính là bằng căn của 7 cộng 2 căn 6 và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P chính là N nhỏ và bằng là căn của 7 trừ 2 căn 6. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có M lớn bình cộng M nhỏ bình thì chính là bằng là 14 và các bạn sẽ chọn đáp án là C. Và như vậy trong bài toán này thì mình đã chỉ cho các bạn một cái cách để các bạn có thể là biến đổi cái đẳng thức 1 đang theo hai cái biến là xy về một cái bất phương trình mà nó chỉ chứa biểu thức P mà thôi. Để từ đó các bạn có thể đi tìm được giá trị max min của biểu thức P. Mình đánh giá bài toán này thì nó cũng không khó lắm và nó thuộc dạng cũng khá quen thuộc. Nếu bạn nào làm số phức nhiều thì cái dạng này cũng không quá xa lạ đâu. Rồi như vậy thì trong quá trình mình giảng bài toán này thì nếu bạn vẫn chưa hiểu chỗ nào, đừng ngại để lại vào dòng bình luận bên dưới cho mình được biết nhé. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like nha. Đồng thời nếu đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Mến chào và chúc bạn ngồi học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục hỏi đáp nhanh tiếp theo.